Ok, ngày 11 tháng 1 2023, cái phiên 1062.7, trạng thái nắm giữ long. Sau ngày 12 bật tan, đi ngang tan mạnh, sau đó chỉnh kiểm tra cản để dùng để sọt anh em, trong mai sọt thôi. Cản của nó là 10689 rồi. 10:45 sọt. Như vậy nắm lệnh long thì anh em lên từ vị trí 62 lên vị trí 64. Như vậy anh em tạm thời lời cho được 1 điểm. Lon 1 điểm. Tiếp tục sọt. Vùng 64 chỉnh có tín hiệu kiểm tra cản của nó là vùng 64 tiếp tục. Ok, sọt tiếp 10:11 đây, sọt tiếp. Ok, sau đó giảm mạnh. Đi ngon nhẹ nhẹ sau chỉnh mạnh rồi 13:45 đấy là cho tín hiệu lon 1057.7. Ta kiểm tra đo lại được bao nhiêu điểm? 6 điểm đi. 6 điểm, đúng nữa 6 điểm. Bắt đầu lon lại. Lon lại bật lên, chỉnh nhẹ cơ hội đi gom, chỉnh tiếp. Sau đó cuối cùng cái phiên 10652. Như vậy là tiếp tục lời tiếp 7 điểm. Ok, như vậy là ngày 12 tháng 1 ta xuất hiện 3 lòng, 1 lon 1 sọt rồi lại lon kết phiên. Như vậy là được 14 điểm. Ok anh em.